Bác sĩ ơi, hiện có rất nhiều xét nghiệm NIPT khác nhau và chi phí khác nhau. Em rất băn khoăn không biết nên thực hiện ở đâu. Kết quả có chính xác như nhau không ạ? Xét nghiệm NIPT ở viện mình thì có gì khác không ạ? Dạ vâng, như tôi đã nói, cảm ơn câu hỏi này của quý vị. Như tôi đã nói thì chúng ta hiện nay thì có rất nhiều đơn vị làm được NIPT và như vậy cũng rất là mừng vì bệnh nhân sẽ tìm dịch vụ rất là tiện ở nhiều nơi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải biết thế này. Đây là một kỹ thuật xét nghiệm. Để làm kỹ thuật xét nghiệm tốt, nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố sau. Thứ nhất là hệ thống máy móc, trang thiết bị phải đạt chuẩn. Đấy. Thứ hai là cái hóa chất ấy, để thao tác làm cái xét nghiệm đó cũng phải được đạt chuẩn, tức là được thế giới người ta công nhận đây là hóa chất đã được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống máy nó cũng có nhiều cái hệ thống máy với nhau cũng phải được thế giới công nhận, nó có nhiều hệ thống máy lắm để làm được, cũng như có nhiều cái ô tô có thể chở khách, nhưng chắc là thế giới người ta cũng ghi nhận những ô tô như thế nào mới được chở được khách vào, chứ không phải là xe tự chế cũng chở khách, hoặc là những cái xe mà nó cũ quá cũng không phải chở khách. Tôi hay hay ví đùa như vậy, nó phải những ô tô đạt chuẩn an toàn những chở khách, thì cái xét nghiệm hệ thống xét nghiệm máy này nó cũng phải đạt chuẩn, cái hóa chất cũng phải được thế giới công nhận. Đây là cái thứ hai. Và cái thứ ba đó là con người làm, mà kỹ thuật viên thực hiện đó. Và cái quy trình thực hiện đó phải đạt chuẩn. Đấy. Chúng ta hay đùa là tiêu chuẩn, hay 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 nói cái từ là tiêu chuẩn quốc tế chưa, hay là tiêu chuẩn đó ai công nhận, chúng tôi hay phải dùng cái từ là tiêu chuẩn ISO. Tiêu chuẩn ISO là một cái tiêu chuẩn đặt ở trong xét nghiệm, một tiêu chuẩn quốc tế áp dụng trên xét nghiệm. Đúng không? 15189 đó, chúng tôi có cái mã số đó, ISO 15189. Thế thì những nơi nào đạt như vậy thì có nghĩa là rất tốt, các bạn làm ở đâu cũng được, đúng không ạ? Tuy nhiên thì giá cả cũng khác nhau, khá nhiều nơi làm và cũng có cả nhà nước cả tư nhân, nhưng xây dựng một cái giá của một kỹ thuật xét nghiệm dù là cao hay thấp thì nó phải có khung giá. Đó. Xây lên giá đó là từ đâu, áp đặt thành cái giá đó, giá hóa chất là bao nhiêu, giá hao mòn máy là bao nhiêu, giá công nhân là bao nhiêu, điện nước chi phí là bao nhiêu, nó phải có giá và cái này phải đặt một cái giá chuẩn. À, tùy theo hệ thống xét nghiệm của mình, hệ thống máy móc và cái chi phí của mình mà xây dựng lên một cái giá. Và chúng ta cũng không vội vàng thấy đâu làm chúng ta cũng làm, mà chúng ta nên tìm hiểu xem là nơi cơ sở đó đã đạt được tiêu chuẩn mà như tôi nói hôm nay chưa, tức là có độ tin cậy. À, và các kết quả nó sẽ phụ thuộc vào cái độ chính xác đó. À, kết quả nó có thể dao động, như tôi nói NIPT là phải đạt yêu cầu từ 99% trở lên. Chứ nếu mà cũng làm NIPT mà kết quả nó chỉ còn có 80% thì nó cũng chẳng khác mấy, chúng ta chỉ làm double test và triple test thì nó không xứng đáng với cái đồng tiền chúng ta bỏ ra. Làm NIPT thì nó đắt hơn, nhất là những ngày đầu khi mà chúng tôi làm thì nó đắt lắm. Là vì sao? Lúc đó nó mới quá, mẫu chạy rất là ít, ít người làm, nhiều khi cả một mẻ máy mình chạy là chỉ có khoảng 2-3 bệnh nhân làm, thì nó rất là cái máy nó chạy cả một cái hệ thống như vậy, hóa chất như vậy thì nó đắt. Nhưng bây giờ thì chúng ta nhiều người làm hơn, mẫu nhiều hơn thì giá thành nó giảm đi nhiều rồi, thì cái này cũng hy vọng rằng giá thành ngày càng giảm để bà con đỡ tốn kém hơn và chúng ta có thể thực hiện một cái clip một cách đỡ phải băn khoăn nhiều về giá cả, chỉ băn khoăn đến chất lượng mà thôi. Vâng. Ở Viện Phụ Sản Hà Nội thì chúng tôi chính thức là một đơn vị được kê toàn bộ hệ thống máy móc là tiêu chuẩn quốc tế, hóa chất cũng là hóa chất được quốc tế công nhận và quy trình chạy của chúng tôi là quy trình đạt chuẩn ISO. Cho nên là có thể hoàn toàn yên tâm rồi đúng không ạ?